Như đã phản ánh trước đó, trường Đoàn Thị Điểm cơ sở 2 tại quận Bắc Từ Liêm hoạt động 5 năm liền mà không được phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy, không đảm bảo các điều kiện về an toàn phòng cháy chữa cháy. Liệu nhà trường có đang chủ quan trước những nguy cơ cháy nổ có thể xảy ra gây nguy hiểm cho học sinh? Theo đó, ngày 10 tháng 1 năm 2017, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy số 3 đã có biên bản kiểm tra về phòng cháy và chữa cháy tại trường Đoàn Thị Điểm cơ sở 2, phường Cổ Nhuế, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Quá trình kiểm tra trường Đoàn Thị Điểm còn một số tồn tại như chưa được thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy theo quy định. Tại thời điểm kiểm tra, một số bình chữa cháy đã cũ hỏng. Cũng theo biên bản kiểm tra này, hệ thống báo cháy tự động đang bị lỗi. Năm 2015-2016 không tổ chức thực tập phương án chữa cháy theo quy định. Sunshine Group, nhà kiến tạo phong cách sống thời thượng. Trước những tồn tại trên, Phòng Cảnh sát số 3, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội đề nghị trường kiện toàn hồ sơ thiết kế hệ thống, lắp đặt đầy đủ hệ thống, phương tiện và tổ chức nghiệm thu phòng cháy chữa cháy trước ngày 1 tháng 3 năm 2017. Tuy nhiên, điều kỳ lạ ở chỗ, liên tục từ tháng 1 năm 2017 cho đến nay, chỉ còn hơn 20 ngày nữa là đến năm 2020, nhưng trường Đoàn Thị Điểm vẫn chưa hề được phê duyệt phương án phòng cháy chữa cháy. Theo biên bản kiểm tra về phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ gần đây nhất là ngày 10 tháng 6 năm 2019, cơ sở này vẫn chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy, chưa xây dựng phương án và tổ chức thực tập phương án cứu nạn cứu hộ. Đội cứu nạn cứu hộ của cơ sở chưa được tập huấn và cấp giấy chứng nhận nghiệp vụ. Ngoài ra, hệ thống báo cháy tại thời điểm kiểm tra không hoạt động. Một số vị trí không trang bị đầu báo cháy, không có chuông đèn, nút ấn báo cháy. Tại thời điểm kiểm tra, ngay cả hệ thống cấp nước chữa cháy cũng không hoạt động, không có lăng vòi, bình chữa cháy không được trang bị đủ. Lượng ga trong bếp ăn tồn trữ quá số lượng quy định, dây điện không được đi trong ống gen bảo vệ. Liên quan đến sự việc này, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đặng Quốc Thống, Hiệu trưởng Trường Đoàn Thị Điểm cho biết. Vì bọn mình lên 2 tầng, nên cái hệ thống phòng cháy chữa cháy không được nghiệm thu. Không được nghiệm thu bởi là cái tiêu chuẩn về phòng cháy chữa cháy của Việt Nam nó thay đổi liên tục. Đúng không? Tí mình sẽ cung cấp cho các bạn, hàng năm là đều có thanh tra phòng cháy chữa cháy của quận và của sở xuống kiểm tra. Thì họ đều yêu cầu thêm, bổ sung thêm những cái hạng mục gì. Thì bọn mình đều bổ sung hết. Tuy nhiên rằng là cứ theo mãi như thế thì không thể đáp ứng được. Chính vì thế, nên bắt đầu từ tháng 9 rồi, bọn mình quyết định đầu tư 20 tỷ để làm cái hệ thống phòng cháy chữa cháy hoàn thiện nhất theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện nay. Đây là những cái thiết kế bây giờ nó lại chướng đến mức độ như vậy. Không bao giờ là thiết kế bắt đầu đây, cái hệ thống kia là hệ thống cũ, cái hệ thống là chạy trên cái tường này. Tí mình sẽ chỉ cho bạn cái thùng của phòng cháy chữa cháy cũ, và cái đó họ hàng năm họ đều kiểm tra cả, đúng không? Và đến bây giờ thì chắc là lẽ ra đúng là hợp đồng thì tháng này là phải xong rồi đấy, nhưng chắc họ phải kéo dài thêm 1-2 tuần nữa, bởi lẽ rằng nó làm thêm 2 cái thang thoát hiểm ra ngoài nhà. Thì hai cái thang ấy chắc là phải khoảng giữa tháng xong. Thang thoát hiểm ở đâu ạ? Ở đầu góc nhà. Bây giờ nó ra cái thiết kế mới, nó trước. Mình nói trước với bạn là cái ông cục trưởng phòng cháy chữa cháy là học trò của mình, ông Phạm Viết Bạch. Thì mình đã bảo là các cậu thiết kế cậu học ở Bách Khoa, dân Bách Khoa. Mà ông ấy thiết kế phòng cháy chữa cháy đấy, nhìn đi. Bây giờ tất cả các phòng, các ống đều như này cả. Tại sao không làm kín đi? Lấy ví dụ. Mình đã bảo với ông lấy ví dụ. Như ở đây là các cái hệ thống báo cháy, các hệ thống phun nước, tại sao không bố trí ở xung quanh tường mà lại làm cái ống đi ngang này? Thì bảo cái quy định của Việt Nam nó như thế thôi ạ. Bây giờ nếu không làm như này thì chúng em không nghiệm thu được, thế thì làm nào đây? Tí nữa bạn sẽ xem nó trường nó phá hết cả không gian của trường. Như này mình chấp nhận thôi, vì bọn mình là cái người thực thi thì bọn mình phải làm. Thì chắc sau đây là khoảng nửa tháng các bạn đến sẽ có hệ thống phòng cháy đáp ứng cái tiêu chuẩn của Việt Nam năm 2019. Không chấp hành theo yêu cầu, đề nghị trong biên bản kiểm tra, nhưng vị hiệu trưởng vẫn luôn khẳng định trường vẫn liên tục được kiểm tra. Vậy dư luận đặt ra câu hỏi, vậy kiểm tra để làm gì? Liệu có phải do ông cục trưởng nào đó là học trò của ông nên mọi việc cứ được làm ngơ, cho qua như vậy? Cũng theo ghi nhận hiện tại, trường đang gấp rút đầu tư xây dựng trang thiết bị phòng cháy chữa cháy theo kiểu vừa cho xây dựng, vừa cho học sinh học. An toàn lao động có dấu hiệu chưa được đảm bảo.
trường đầu tư xây mới 2 thang thoát hiểm cho 3 tòa nhà. Tuy nhiên, 2 thang thoát hiểm này hiện còn chưa làm xong phần móng. Chưa biết đến bao giờ 2 thang thoát hiểm này mới xây xong, nhưng chắc chắn một điều, nếu có xảy ra tai nạn trong những tháng khô hành nhất trong năm như hiện tại, thì phụ huynh và học sinh chỉ còn biết cầu trời, vì làm gì đã có thang thoát hiểm đạt chuẩn mà chạy. Do đường dẫn vào khu vực trường khá nhỏ, dân cư và giao thông xung quanh lại khá đông đúc, nên nếu trường học không nghiêm túc chấp hành quy định về phòng cháy chữa cháy mà vẫn hoạt động thì quả thật là đáng lo ngại. Báo điện tử Tầm Nhìn sẽ tiếp tục thông tin.